làm gì. Thôi ơi bước đi đi, đừng hỏi mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Đã cố phải dặn lòng, quên anh chẳng an tâm, vì em cảm thấy ai kia không yêu. Nếu bạn đang có những cờ Vulix Game Mobile để chơi cùng bạn bè, hãy ghé qua shopmoviet.vn để ủng hộ Mô Việt nha, shop bán lick duy nhất của Mô Việt. Hello, cho bà nhà Robo Việt sẽ chơi nữ vương Nindit. Và còn gì buồn hơn khi bạn là best Nindit, thế mà đồng đội lại quyết định là tranh rừng anh em. Mỗi người một nửa cánh rừng từ Nindit và Queen Anne. Điều này khiến cả hai sẽ rất thọt anh em ơi. Các bạn tranh rừng, tranh lên, không kể mức rank, thạch đấu, cao thủ, tinh anh, kim cương, bạch kim, vân 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 vân. Các bạn đều thích thì tranh thôi, mình thích thì mình tranh thôi. Ai cấm được các bạn đâu khi các bạn có tinh thần trẻ trâu cực cao. Ok, không sao anh em ơi, đi gánh sớm, mỗi tội là không có bộ đỏ. Bạn khá là yếu, không có làm chậm anh em ơi. Nhưng mình có bụi cỏ và mình có tốc chạy cực nhanh với cái sự kết hợp của Quyền Vương. Đó, bạn ăn bộ đỏ rồi bạn lại nhường con tim bạn thế này thì sao mình chơi đây? Sao mình chơi đây? Vòng sau nha. Cho mình xin nào, cho mình xin. Mình xin, quá tuyệt vời. Một vòng chai đất. Thế là bồ đỏ lại trở về với ta rồi. Hôm nay Mô Việt sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em chơi Nindit trong phiên bản chiến trường 3.0. Sẽ có một sự thay đổi không hề nhẹ trong phong cách chơi anh em ơi. Và sẽ phân tích cực kỹ, nhưng pha này thì phải chạy thôi. Bởi vì nó 2 level 3, sau đánh được level 4. Không hai mất tiêu thì bạn Queen Anne rồi. Cái quyết định tranh rừng nó hơi là làm khổ cả team. Đấy, có bộ đỏ là bắn sướng thật. Bạn không có cái gì để chạy đâu. Mình thông báo như vậy. Để chơi tốt Nindit thì mình nghĩ bây giờ anh em cần nhiều tốc chạy hơn, ganh sướng hơn, đảo lên sướng hơn và thả diều cực phê. Để làm được điều này thì anh em dùng bảng ngọc 10% tốc chạy ở kết hợp phù hiệu tốc chạy cấp 1 của đường nguyên sinh khi di chuyển qua sông. Nhưng mà cái pha này mình quên rồi, chưa có tốc, chưa có cái chứng trị anh em ơi, thành ra là mất luôn cái mùa xanh. không sợ đồng đội, không sợ tướng địch mạnh, chỉ sợ đồng đội chôn thôi, không cho mình ăn mùa xanh luôn. Bạn ấy chạy ra ăn mùa đỏ, còn mình thì đi ganh, gọi là đi ganh chóng cả mặt, đi ganh xuyên map từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Mỗi tội là không có cái mùa nào, thành ra là bắn hơi yếu. Cẩn thận nha, hiện tại mình không thấy Burat đâu. Ok, mình ăn trụ luôn. Cảm ơn bạn đã nhắc nha. Nhưng mà thôi, đánh vậy thôi, chứ đánh lâu là Burat hay ganh cũng hết đường về luôn. Bởi vì bây giờ là mình không có bùa, còn Burat thì có 2 bùa. Ở Queen Anne thì cứ ăn bùa, sau đó bạn đấy lại nhường vào team bạn. Ê, Burat ơi, Quyền Vương ơi, cứu mình. Không đủ đam kia. Mình, ê, trời ơi. Bạn đấy vẫn còn cái tê tái. Đen thật. Quá đen. Quá khổ. Quá khó anh em ơi. Không những tranh rừng mà còn fit. Không cho mình ăn bùa, mình không thể đánh được. Đánh cực khó đâu anh em ơi. Thôi lần này cho mình bồi xanh nhé bạn ơi. Đừng chứng trị nữa bạn ơi. Đúng rồi. Ok, có bồi xanh tất nhiên phải đi ganh rồi. Đi ganh là kiểu gì cũng có mạng nha. Để đánh tốt Nindit thì mình vẫn hướng anh em đó là phong cách nhiều tốc chạy. Đầu tiên đó là cái ngọc. Ngọc tím thì anh em chắc chắn dùng ngọc tốc đánh tốc chạy 1% nha. 10 viên. Nếu anh em mà thích khả năng hồi phục thì các bạn có thể ép tầm tối đa là 3 viên hút máu thôi. Còn đâu là tốc đánh tốc chạy hết. Ngọc lục là công lý sơn giáp, còn ngọc đỏ sẽ khá nhiều sự lựa chọn anh em. Một là các bạn sẽ sử dụng bảng ngọc tốc đánh tỷ lệ chí mạng. Hai là các bạn sử dụng bảng ngọc tỷ lệ chí mạng. Hoặc anh em có thể dùng xen kẽ cả hai, mỗi cái 5 viên. Bởi vì Nindit cũng rất cần trí mạng nha, không phải là không cần trí mạng đâu anh em ơi.
mà tốc đánh cũng rất cần, nên mỗi thể loại 5 viên này rất là ok. Sau đó phù hiệu thì anh em có thể theo dõi bên dưới. Phù hiệu cho Nindit thực ra là cái nhánh chính thì các bạn dùng cái thanh cửu nguyên là đúng rồi, không các bạn dùng tháp quang minh là đúng rồi, nhưng mà vẫn có thể dùng ba loại nhá, có thể dùng thánh thuẫn rất hay, dùng thần quang cũng được. Thần quang sẽ giúp các bạn có những pha sốc đam cực ghê về chiêu cuối, và cái thần quang thì Nidid đánh thường rất là nhiều và dùng kỹ năng rất là nhiều thì hồi chiêu rất là nhanh anh em ơi. Đó là tại sao dùng thần quang. Thánh thuẫn thì cái phù hiệu quốc dân không nói làm gì rồi, buồn ghê, lại ăn bùa xanh cũng cho mình sơi. Còn nhánh phụ anh em ơi, hôm nay Mô Việt sẽ dùng đó là đi qua sông tăng tốc chạy. Đi qua sông đã dùng anh em ơi, chạy làm sao được bạn, chạy làm sao được bạn, đánh luôn bạn ơi, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, không cho về luôn, ấy chấu thế nhở. Nói chung là cụ thể anh em có thể theo dõi bên dưới, mình để hình bên dưới anh em dễ xem hơn, chứ nói thì nhiều khi là anh em không biết tên phù hiệu, mình nói anh em cũng chẳng hiểu cái gì. Ok. Trở lại trận đấu này, Mô Việt hiện tại thì chỉ có cách là đi lấy bùa bằng cách là tiêu diệt tướng địch thôi, chứ không hề được ăn bùa nha. Bùa đỏ từ nãy giờ là cái con bùa đỏ mình còn không nhìn thấy mặt nó như thế nào luôn. Khổ thật, đi gọi là đi rừng mà không nhìn mặt bùa đỏ, nhất là xạ thủ đi rừng, nói chung là phế thật tập. Phế thật tập nha anh em ơi. Đánh luôn này, team mình đông hơn, 3-2. Wow, sao bạn nào nghịch vào ta thần nhở? Ta thần đập sắp mắt bây giờ. Mình xin, ôm thơm quá, thơm quá, thơm quá. Bùa xanh, bùa đỏ lại có ở dưới chân rồi. Các bạn rank cao hạn chế tranh rừng nhá, bởi vì tỷ lệ thua cực cao luôn. Trận này mình hơi hên một chút xíu. Khi mà toàn tiêu diệt được team bạn người có bùa xanh bùa đỏ, thành ra là mình mới có bùa để đánh chứ không có bùa này. Đấy, Quyren dành cả trận đấu thanh xuân để đi ăn bùa, còn mình thì dành cả thanh xuân để đi gank hỗ trợ team. Hai phong cách chơi hoàn toàn khác biệt. Vậy ai là người gánh team, các bạn cùng theo dõi nha. Có thể là cả hai cùng tạo team. Chẳng biết thế nào mà lần đâu. Ê, không được rồi, bạn đuông nút bụi. Nói chung phong cách này anh em cứ di chuyển sông và bụi cỏ, bởi vì ở sông cũng rất nhiều bụi cỏ và anh em sẽ đảo từ lên đồng lên tạt thần rất nhanh. Lần này bạn không ăn bùa đỏ à? Ô hay, tuyệt vời, thơm rồi. Bạn này đi săn Murad ít máu. Đây là cơ hội mình ăn được bùa đỏ, quá tuyệt vời anh em ơi. Hay quá, sao có 6 cái vàng nhở? Hình như Florentino là bị mình ganh hơi nhiều. Chết cực nhiều luôn anh em ơi. Đúng là đi đít có bồ đỏ đi ganh sướng thật. Chạy nhanh cũng chết. Cái bồ xanh này cho mình nha, bạn có bồ xanh rồi ăn làm gì. Thôi để thử thắng đi bạn ơi. Mà chuối không hề có tính chất có cái ý nghĩ đó là nhường nhịn đồng đội gì cả anh em ơi. Mình xin, bây giờ mình đã bắn rất thấm rồi khi có cái thánh kiếm anh em ơi. Chạy đâu mình xin cái bùa đỏ nha. Mát bùa xanh anh em ơi, bùa xanh thơm này, bùa xanh thơm. Mình xin, wow, mày chuối đam quá to. Có đấy hơi mạo hiểm chút xíu nhưng mà thực sự là đam của mình rất là to anh em ơi. Đó là cái sự kết hợp của lỗ đam của thần quang
vào chiều cuối và thêm khả năng chí mạng khi bạn lên thành kiếm sớm nữa chứ. Lindis vẫn là vị tướng xạ thủ leo rank cực tốt nha, không hề yếu đâu. Con này quan trọng là anh em di chuyển bụi cỏ làm sao thông minh để các bạn lấy cái tốc chạy và gây nhiều sát thương hơn. Phong cách này thì các bạn di chuyển mạnh nhanh hơn và sướng hơn, nói chung đánh dễ hơn. Nhưng mà điểm mạnh của chúng ta thì vẫn phải phát huy, còn di chuyển bụi cỏ. Còn đánh ở ngoài lên thì anh em hết sức chú ý nha, không có bụi cỏ thì hạn chế giao tranh. Đấy, đánh dế như vậy mà không ăn được Murad hết mọi thứ rồi, bạn chỉ đến cào đến bảng số luôn. Hay rồi, Queen Anne hay rồi anh em ơi. Đầu game có vẻ là hơi phế do chất tướng. Bây giờ bạn đánh rất ok rồi, không sao, thắng được anh em ơi. Nhưng mà bạn có vẻ là hơi kỳ là không cho mình ăn bùa từ nãy giờ rồi đấy. Nếu mà cho mình ăn bùa nhiều thêm một chút xíu thì có lẽ là trận đấu này còn nhẹ nhàng hơn. Lindis rất mạnh ở thời điểm giữa game nha, nên các bạn đánh kiểm soát thật mạnh ở thời điểm của game. Sẽ vô trận đấu thời điểm giấu game, ăn nhiều mục tiêu lớn hơn, cướp bùa thì bạn nhiều hơn và phá nhiều trụ hơn nha. Bắn rất rát, nhìn thấy bắn rất rát anh em ơi, có phong cách thần quang. Có một phong cách chính là các bạn di chuyển được bùa đỏ, các bạn đánh tốc định phần trăm máu thành sát thương chuẩn 4%. Nhưng mà cái này hồi chiêu hơi lâu nhá, hồi chiêu đến 20 giây, hồi chiêu 20 giây anh em ơi, và cái sát thương tối đa của nó tầm là hơn 500 sát thương chuẩn, nhưng mà hồi chiêu 20 giây hơi lâu. Cái thần quang các bạn có thể hồi chiêu nhanh hơn 15 giây, và khi bạn tấn công đó đánh thường kỹ năng lên tướng định, các bạn được giảm hồi chiêu 1 giây mỗi lần tấn công, như vậy hồi chiêu sẽ rất nhanh từ cái thần quang. Đặc biệt Lindis di chuyển bụi cỏ là anh em được tấn công 2 lần này, chiêu cuối kích hoạt tấn công thêm 2 lần nữa này. Đấy, mình ra thần quang hồi chiêu cực nhanh của Lindis. Hay quá, lên luôn, mình đang rất khỏe, mình full đồ rồi. Chạy làm sao được các bạn ơi, chí mạng 31 dam mà còn mỗi anh chàng Flamino rất là phế này, mình ăn nốt này. Mình có kill được không? Và biến dê rồi. Rất ghê. Ok, như vậy video clip mua Việt trời đi đít, mặc dù bị tranh dừng nhưng mà với cái chất tướng hiện tại là quá khỏe của Tần Quang, nó vẫn có thể là quá đặc kêu gánh tin bá đạo. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.